Chào mừng quý vị các bạn đến bản tin thị trường ngày mới tại Thị sản Duy. Và trong phần bản tin ngày hôm nay, Thị sản Duy sẽ điểm qua một số thông tin về thị trường thủy sản, về giá tôm thương phẩm cũng giống như là giá tôm giống thủy sản. Đầu tiên Duy sẽ điểm qua về giá tôm thẻ thương phẩm trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2021 có giá như sau. Xây 20 con 1 kg giá 210.000, 25 con 1 kg 193.000, 30 con 1 kg 165.000, 40 con 142.000, 50 con 1 kg 127.000, 60 con 1 kg hôm nay 120.000, 70 con 1 kg 114.000, 100 con 1 kg đạt mốc 106.000 và 150 con 93.000, 200 con 1 kg giá 75.000. Đó là thông tin về giá tôm thẻ thương phẩm trong sáng ngày hôm nay 28 tháng 3. Còn bản tin thủy sản Duy sẽ điểm qua về giá giống cũng như thông tin khuyến mãi của một số công ty hiện tại đang được bà con lựa chọn. Đầu tiên Duy sẽ nói về công ty CB, giá tại Bạc Liêu 146 đồng và đang khuyến mãi 20%. Công ty giống Việt Úc giá 127 đồng và đang khuyến mãi 50%. Công ty giống Hoàng Lộc giá 112 đồng là Hoàng Lộc tiêu chuẩn. Giống Hoàng Lộc công nghệ cao giá 120 đồng và đang khuyến mãi 50%. Công ty giống Mỹ Kim giá 105 đồng và đang khuyến mãi 50%. Vừa rồi là thông tin thị trường vào sáng ngày hôm nay ngày 28 tháng 3. Thị trường giá tôm vẫn giữ mức ổn định. Chúc mừng bà con và xin chúc cho bà con một vụ mùa thật sự thành công và đạt được nhiều kết quả trong năm nay. Xin chào. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thị sản Yến Duy. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thị sản Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.